Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá nhãn Ido, giá nhãn da bò và giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình giá nhãn Ido hôm nay thì cũng ổn định so với những ngày trước, thì cũng ít biến động so với ngày hôm qua. Còn tình hình giá nhãn xuồng hiện nay thì vẫn đang ổn định, mức giá cũng khá là cao nha quý bà con. Còn tình hình giá nhãn da bò hiện nay thì cũng không có sự chênh lệch nhiều. Thì hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá nhãn, không riêng gì nhãn Ido mà các loại nhãn khác của bà con nông dân mình thì có thể tiếp tục tăng thật là mạnh trở lại, để chú ý bà con nông dân mình có thể yên tâm. Vì đợt này thì bà con nông dân mình cũng tốn chi phí phân bón, xăng thuốc, đổ nhãn thì cũng giá cũng khá là cao. Nếu mà giá nhãn còn thấp nữa thì bà con nông dân sẽ không có lãi. Thì đầu tiên đó là tình hình giá nhãn Ido. Giá nhãn Ido hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì vẫn đang nằm mức giá đồng từ 22.000 đến 25.000 đồng một ký các quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Thì cụ thể là nhãn đẹp, nhãn trái to, da sáng đẹp hay bà con mình còn gọi là nhãn VIP hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 24 đến 25.000 quý bà con, nhãn đẹp, da sáng đẹp, vàng sáng. Còn nhãn chung chung như quý bà con, quý chị, các bạn đang xem trên màn hình thì sẽ có mức giá đồng từ 22.000 đến 23.000 đồng ký tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống giữa từng vườn nhãn là từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Còn tình hình giá nhãn da bò, giá nhãn da bò hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 14.000 đến 15.000 đồng một ký đối với con, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Còn tình hình giá nhãn xuồng hiện nay thì vẫn đang ổn định ở mức giá cũng khá là cao, do lượng nhãn xuồng tới lứa, lượng nhãn thu hoạch thì không nhiều. Hiện nay thì cũng chưa bắt đầu vào thu hoạch gỗ của nhãn xuồng, vì vậy mà giá vẫn đang ổn định ở mức giá cũng khá là cao. Giá xuồng hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 35.000 đến 40.000 đồng ký tùy theo từng vườn đẹp xấu nha quý bà con. Do hiện nay thì tình hình giá nông sản, đặc biệt là giá nhãn thì có thể lên xuống thất thường, lên xuống thay đổi liên tục, đặc biệt là vào những dịp 15, 14, 15 hay là 29, 30 thì giá nhãn sẽ có chiều hướng thay đổi. Vì vậy mà việc cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hiện nay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Thì khi nào có giá nhãn có thay đổi thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiếp theo trên kênh để cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo.